thiệu con các bạn con là BMW 700 F700 GS. Con này có động cơ của nó là 798cc. Mẫu này là mẫu của năm 2016 các bạn nhá. Đây là mẫu 2016 này, con BMW GS700 này. Con này là xe địa hình dành cho các bạn đi chơi phượt ở trên đường núi này. Các bạn cần đi Hà Giang các thứ này, đi con này thì không còn gì để nói này. Đi bên Tây Bắc ấy, đây con này mà mình đi phượt Tây Bắc thì không còn gì để chê luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn mấy cái xe này để chuyên đi phượt đấy. Đây, và con này là con BMW 750 700 GS này. Bên cạnh ở đây mình sẽ đi sang tiếp một con em bên cạnh là em Julie V7 Barstone. Đây con này thì chắc mọi người ít biết này, nhìn nó khá là đơn giản nhưng mà cái động cơ bố trí rất là hài hòa thực tế này. Con này là 744cc này các bạn nhá, motor Julie này. Đây, hãng này thì chắc các bạn chơi sành xe thì các bạn biết. Đây là con Julie nhé các bạn nhé. Đây biểu tượng con đại bàng motor Julie này. Đây bên cạnh nó là một con Chamboni Vin cũng là 700cc này. Quản chiềm này. Đây là dòng xe cũng là con này mà nhìn nó thiết kế như kiểu con Simpson cũ ấy các bạn ạ. Univia nhưng mà nó đẳng cấp hơn nhiều, này nhìn đẳng cấp hơn. Các bạn nhìn cái ống xả của nó này, tựa như kiểu cái chai rượu vang ấy. À, ấy các bạn nhìn rất là điệu nhé. Con này nhìn cái ống xả nó đã rất điệu này, nhìn như cái chai rượu vang ấy, có thể là chai nước mắm gì đấy các bạn, tùy các bạn nghĩ như nào nhé. Điệu. Đây là con Bonivin 700. Vừa rồi là mình giới thiệu ba cái con xe cho các bạn đi phượt và đi chơi rất là tiện, đó là con BMW F700 GS và con Moto Geely V7 Barstone, và cuối cùng là con Chiomboni Vin D100. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái chia sẻ hiểu biết về giới thiệu một số dòng xe của mình. Tuy rằng là nói không hay lắm nên các bạn có thể thông cảm cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.